Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Sao Hàng. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Jisoo của Blackpink là nữ thần tượng đa tài của K-pop thế hệ thứ 3 khi có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, diễn xuất, thời trang, dẫn chương trình và quảng cáo. Tuy nhiên, thời điểm mới ra mắt, mỹ nhân nhà YG lại thường xuyên bị gọi là bình hoa di động, kém nổi bật hơn đồng đội vì hát ít. Qua thời gian, Jisoo đã thoát được mác tiêu cực, trở thành người nắm giữ loạt thành tích khủng trước thêm Blackpink Comeback. Là thành viên đầu tiên của Blackpink được YG đăng tải video concept teaser Pink Venom, Jisoo thu về lượng người xem khủng. Trải qua 53 giờ đồng hồ, nữ thần tượng vẫn duy trì vị trí top 1 trending YouTube toàn cầu, đồng thời video của Jisoo cũng lọt top trending tại 54 quốc gia. Jisoo hiện tại cũng là một trong hai nữ thần tượng K-pop sở hữu teaser cá nhân đạt 1 triệu lượt xem, nhanh nhất với 22 phút. Hiện tại thì video concept đầu tiên của chị cả Blackpink đã cán mốc hơn 12 triệu view. Video thứ hai là hơn 7 triệu view. Bên cạnh loạt thành tích khủng trên YouTube, Jisoo còn để lại nhiều kỷ lục trên các nền tảng khác. Theo đó, chủ đề về chị cả Blackpink đạt top 1 Great Time Planet, trở thành sự kiện nóng vượt mốc 140.000 lượt đọc. Jisoo cũng là thành viên duy nhất của Blackpink có teaser nằm trong top 100 Naver TV, cụ thể ở vị trí thứ 6. Trong lần trở lại với Pink Venom, Jisoo khiến người hâm mộ sốc visual chỉ bằng những giây ngắn ngủi của teaser. Cách trang điểm lấy cảm hứng từ loài nhện đeo khuyên môi để mái ngang giúp chị cả Blackpink vô cùng nổi bật, xinh đẹp và ma mị. Từng không được đánh giá cao, thậm chí còn gọi là bình hoa di động, Jisoo đã thành công thoát mác, ngày một chứng minh sự đa tài của mình cho khán giả. Vào ngày 19 tháng 8 tới đây, Blackpink sẽ chính thức trở lại với ca khúc mở đường Pink Venom sau 2 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Cảm ơn bạn đã theo dõi những video trên kênh Top Sao Hàng và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.